Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bắp. Ngày hôm nay lại là phim mà Bắp kể. Bộ phim ngày hôm nay Bắp sẽ kể cho các bạn nghe cái tựa đề là Teke Teke. Đây là một nhân vật trong truyền thuyết đô thị của Nhật Bản. Chắc hẳn là các bạn biết rất nhiều về truyền thuyết đô thị của Nhật Bản. Trong số đó có một nhân vật tên là Teke Teke. Trước khi đi vào câu chuyện ngày hôm nay thì Bắp sẽ kể cho các bạn nghe sơ về Teke Teke là nhân vật như thế nào. Có nhiều truyền thuyết nói lại rằng Teke Teke là hồn ma của một người phụ nữ bị chết oan ức. Người phụ nữ này đã chết ở đường ray xe lửa. Bà ta bị xe lửa chạy ngang qua và cán mất nửa cái mình. Vì vậy cho nên khi mà gặp Teke Teke thì chỉ thấy có nửa cái phần trên của bà ấy thôi. Là bà ấy lấy hai cái tay cứ bò liên tục về phía trước và chỉ có đầu và cái thân, còn lại cái chân và cái phần dưới á, bị mất tiêu rồi. Có thể là bị xe lửa cán nát bét rồi. Theo như truyền thuyết nói lại rằng nếu như Teke Teke gặp nạn nhân của mình thì bà ta sẽ tiến tới tấn công rất là nhanh. Bà ta sử dụng những cái ngón tay của bà ấy và quẹt một phát, kiểu như là chặt một phát cho nạn nhân bị đứt người ra y chang bả gì đó. Nạn nhân nào gặp bả thì đều sẽ bị chết. Nếu như mà may mắn nha, cơ hội sống chắc cỡ 1/1,000,000% thôi nếu như mà gặp Teke Teke. Nhưng mà nếu may mắn thoát khỏi thì 3 ngày sau cũng sẽ bị bà đó quay trở lại và giết chết. Nói chung là đằng nào cũng chết, thoát được bữa đó thì 3 bữa sau cũng sẽ phải chết. Đó là truyền thuyết về Teke Teke. Nó có nhiều người nói rằng là người phụ nữ hoặc là con gái bị chết theo cái kiểu như là bị cắt nửa người ra. Nhưng mà không ai nói là nguyên nhân thực sự tại sao lại chết như vậy. Nếu mà là tai nạn thì cũng không đến độ tạo ra một cái oan hồn khủng khiếp, biến thành một hồn ma cứ rong ruổi ở ngoài đường và gặp người này người kia thì sẽ giết để mà kiểu như là trả thù. Câu chuyện ngày hôm nay bác sẽ kể cho các bạn nghe, nói rất rõ về nguyên nhân tại sao lại xuất hiện Teke Teke, cớ sự nào lại tạo ra một oan hồn khủng khiếp đến như vậy. Sau đây bác sẽ kể cho các bạn nghe chi tiết về bộ phim Teke Teke được sản xuất vào năm 2009. Ở một thành phố nào đó không rõ của Nhật Bản, đột nhiên lại liên tiếp xảy ra những vụ án khó ngờ mà không ai biết được, không bắt được hung thủ luôn các bạn. Đặc biệt là cách hành hung của hung thủ rất giống nhau và rất tàn nhẫn đến độ mà người ta không nghĩ đó là do con người gây ra. Đó là đột nhiên 3 tháng gần đó, đột nhiên ở trong thị trấn xuất hiện ra một vài cái xác chết. Tất cả những cái xác chết đều bị chặt đôi ra, chặt đôi cái người ra luôn, là phẳng luôn nha các bạn, không phải là bẻ, không phải là gì hết mà là cứ ngang ra, y như là có một cái con dao khổng lồ nào đó chặt ngang thân của nạn nhân ra làm đôi. Và nạn nhân chết tại chỗ luôn. Cũng kể từ khi có tin tức về những nạn nhân như vậy, xung quanh thị trấn lại bắt đầu rộ lên tin đồn về con quỷ Teke Teke. Đặc biệt là ở trường tiểu học, mà các bạn cũng biết mà, những học sinh tiểu học là nơi mà đồn đại rất là nhiều truyền thuyết đô thị. Trong đó, khi mà những cái đứa trẻ nó thoáng nghe những cái tin tức như vậy ở trên TV, hoặc là nghe ba mẹ của chúng kể cho nhau nghe về những cái tin tức như vậy, thì chúng lại càng tin hơn về Teke Teke. Bởi vì giống như khúc đầu Bắp đã nói với các bạn, truyền thuyết Teke Teke vốn dĩ từ xưa tới giờ nó đã là như vậy rồi. Teke Teke sẽ chặt người của nạn nhân ra làm đôi. Mọi người cứ đồn đại với nhau là hạn chế đi ra ngoài vào ban đêm. Tuy không biết là do người, do ma hay là do quỷ gây ra những sự việc đó, nhưng mọi người kháo nhau rằng hạn chế đi ra ngoài vào ban đêm để tránh những trường hợp thương tâm xảy ra. Ngày hôm đó là chắc cỡ 8-9 giờ tối á các bạn, ở trên xe bus có một đám học sinh tiểu học cùng với nhau đi về. Ở trong đó có một cô đó là nhân viên văn phòng, cũng đi làm tan ca ra về, đi làm về muộn và cũng ngồi ở trên chiếc xe bus đó. Cô chỉ ngồi có một mình thôi các bạn, còn một cái đám học sinh tiểu học ngồi đằng sau kể chuyện cho nhau nghe, kể chuyện nào là ma ở trên sân thượng, ma không đầu, rồi ma Teke Teke gì đó. Chúng vừa kể chuyện, chúng vừa ném những cái gối đùa giỡn với nhau, sau đó ném chúng cái cô này mới nhặt cái gối lên và ném ngược lại cho cái đám học sinh đó và nói rằng: "Trời ơi, tại sao các em lại ồn ào như vậy? Lại còn nói những cái chuyện nhăng nhít làm gì, cái chuyện ma quỷ đâu mà cứ nói những cái chuyện nhăng nhít ma quỷ như vậy?" Cô ấy chỉ muốn nói để cho những đứa bé đó nó bớt ồn ào thôi các bạn. Thì sau lúc đó mấy đứa bé nó cũng không có giỡn nữa. Khi mà xe bus tới trạm dừng thì cô gái đó cũng đi xuống, cô ấy đi bộ về nhà của mình. Cô đi bộ qua một cái cầu vượt, có một cái cầu vượt và ở dưới cái cầu vượt đó là một cái đường ray xe lửa. Cô phải băng ngang qua cái cầu thang rồi đi qua cái cầu vượt đó để về nhà của cô. Khi mà cổ đang đi trên tầng bậc cầu thang thì cổ nghe cái âm thanh gì đó rất là lạ cứ vang lên xung quanh cổ, đặc biệt là đằng sau lưng của cổ, giống như thể là có một cái con vật gì đó chạy qua chạy lại ở ngoài đường á. Khi mà cổ quay lưng lại nhìn á thì cổ không thấy gì hết, mà cái tiếng đó nếu mà nghe kỹ thì nó phát ra rất là nhanh nha các bạn. Nó giống như là tiếng của cái móng tay của mình cào lên trên nền xi măng á, mà cào rất là nhanh để tiến về phía trước. Cũng giống như là tiếng những cái con chó nó chạy qua chạy lại vậy đó. Nếu mà các bạn nghe
mà vào ban đêm mà nghe kỹ tiếng mấy con chó nó chạy qua chạy lại mà chạy trên nền xi măng á, cái chó nào mà móng chân nó dài á thì nó cà lên trên cái nền xi măng cũng giống như là cái tiếng đó, nó cứ chạy rất là nhanh. Cổ cứ nhìn qua nhìn lại nhưng mà không thấy gì hết. Còn gió ở đâu nó cứ ào ạt từng đợt nó thổi tới. Gió này không phải là gió của tự nhiên, gió của thiên nhiên thì nó khác, giống như là nó sẽ nhẹ nhẹ xong rồi nó thổi mạnh, hoặc là lúc nào nó cũng mạnh. Còn cái này tự nhiên gió nó thổi ào tới, thổi thẳng vô trong mặt của cổ rồi nó ngừng. Được một hồi nó lại thổi thẳng vô trong mặt của cổ rồi nó ngừng. Cổ cũng sợ, cổ có cảm giác như là hình như là có ai đó theo dõi cổ. Cho nên cô gái này cứ đi thật là nhanh, cố gắng vượt qua chỗ cái cầu vượt đó. Rồi cổ tấp qua một bên, tại vì cổ sợ có người theo dõi, có những cái người biến thái gì đó theo dõi á. Khi mà cổ tấp sang một bên á thì cái chỗ đó cũng gần chỗ cái cầu vượt. Cổ tấp vào trong một bức tường, mà ở đằng sau bức tường đó là nhà dân. Những cái nhà khu chung cư á các bạn, người ta ở san sát nhau. Cổ còn nghe tiếng mấy đứa con nít nói chuyện, lại kể chuyện về cái con quỷ gì đó, kể chuyện về teke nữa. Cổ nghĩ là thôi chắc mình đứng ở đây một hồi thì mình có thể đi bộ về. Nhưng không các bạn, cổ đang đứng đó vào lúc nửa đêm, gió nó cứ nhẹ nhẹ, khung cảnh âm u rợn người. Đã dạy mấy đứa con nít ở đằng sau nhà, ở đằng sau cái bức tường á, ở trong cái nhà á, tụi nó còn nói chuyện rôm rả với nhau. Tiếng con nít về ban đêm nó vừa nói nó vừa cười, mà nó còn nói chuyện ma quỷ chọc nhau nữa các bạn. Nghe nó khủng khiếp cực kỳ, đặc biệt là ở trong hoàn cảnh của cô gái lúc bấy giờ. Cô này càng ngày càng sợ thì đột nhiên âm thanh đó lại vang lên một lần nữa. Lại là âm thanh giống như là một con vật gì đó nó chạy và nó cà cái móng chân, cái móng vuốt của nó lên trên đường và rất nhanh luôn. Đột nhiên gió lại thổi một lần nữa, hất tung hết tóc của cô ấy bay lên. Và lần này cô ấy không chỉ nghe mà cô ấy còn thấy được một thứ gì đó. Sau đó ngay lập tức có một cái gì đó nó phóng ngang người của cô gái này. Và khi mà cái vật đó nó phóng qua thì người của cô này cũng bị cứa ra làm đôi. Chặt một phát nhanh lắm luôn nha các bạn, không tính theo là dây nữa mà những cái gì đó nó ít hơn dây á, cái đơn vị gì đó ít hơn dây đó các bạn. Bay một phát là người của cổ cái khúc trên rớt xuống. Nó nhanh đến mức độ là cái khúc người của cổ, cái khúc trên này nè, nó rớt xuống mà cái đôi chân của cổ lúc đó cũng đang đứng dựa vào trong tường. Cái đó nó bay cái vèo qua là nguyên cái khúc này rớt xuống nằm xuống dưới đất. Còn lại cái chân vẫn còn đứng nha, nó chưa kịp rớt luôn. Còn khi mà cổ rớt xuống, mắt của cổ vẫn còn đang chớp nữa. Cái sự việc xảy qua quá nhanh, cổ chớp mắt và cổ thấy đôi chân của cổ đang đứng, chỉ có đôi chân và cái lưng quần thôi. Rồi khoảng chừng được vài giây sau thì cái chân nó cũng rớt xuống. Tại vì đâu có khống chế cho nó đứng được đâu, cái chân cũng rớt xuống. Rồi từ từ cổ mới chết. Giống như là sự việc xảy ra nhanh đến độ cơ thể của cổ vẫn chưa kịp chết hoàn toàn á, những cái cơ nó vẫn còn đó. Nhiều khi mà cổ nằm xuống, cổ còn thấy là người của cổ bị chặt ra làm đôi như vậy, rồi thấy cái chân mình. Qua ngày hôm sau, tin tức lại đưa tin thêm một nạn nhân mới xuất hiện. Nhưng chân tướng sự việc tại sao lại có nạn nhân đó và tại sao nạn nhân đó chết, không ai biết được. Trong thị trấn đó có một trường học cấp 2. Trong trường học cấp 2 đó, dĩ nhiên là có những nam thanh nữ tú, có những bạn crush nhau. Ở trong trường đó, có hai bạn nữ. Đối với một số nhân vật chủ tuyến thì Bắp sẽ giữ tên gốc, cũng như là cái tên nào mà dễ nhớ thì Bắp sẽ giữ. Còn tên nào mà khó nhớ quá thì thôi bỏ qua, để cho Bắp việt hóa lại cái tên đó để dễ kể chuyện, để cho các bạn dễ nắm bắt được câu chuyện luôn nha. Có một bạn tên là Hannah và một bạn tên là An chơi rất là thân với nhau. Bạn Hannah là một người rất là hòa đồng, hầu như là bà chơi với rất là nhiều người trong trường biết Hannah. Còn An thì ngược lại hơi rụt rè một chút. Mà An á, lại crush một người, thích một người, mà người đó chơi với Hannah. Vì vậy cho nên An đã ra sức năn nỉ Hannah là hãy giúp cho An cua cái người kia, kiểu như là hẹn người kia đi chơi với lại An. Cái bạn mà An crush á, tên là Khánh. An mới nói với Hannah, nếu như mà cậu giúp cho mình hẹn Khánh đi chơi với mình hoặc là đi uống nước á, thì tớ sẽ bao cậu ăn trưa. Tuần sau tớ sẽ bao cậu ăn trưa. Khi mà Hannah nghe là được mời ăn như vậy, cho nên Hannah đã ok, nếu như mà cậu muốn thì tớ sẽ chiêu. Và thế là Hannah đã bị bạn của mình mua chuộc. Hannah đã gặp mặt Khánh và nói với Khánh là Hannah có một người bạn tên là An và An rất là thích Khánh, An muốn hẹn Khánh đi uống nước, bla 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 bla. Khánh mới nói với Hannah là tại vì đó là bạn của Hannah cho nên Khánh đồng ý. Kiểu như là nể mặt Hannah để mà đi chơi với An. Qua ngày hôm sau là An và Khánh đi chơi với nhau. Sau khi đi chơi xong rồi về á, An mới kể chuyện cho Hannah nghe là hai người đi chơi nói chuyện gì. An mới nói là thực sự hai người không có quen nhau, mà nói chuyện thì cũng không có chủ đề chung gì để nói hết, cho nên lôi Hannah vào để mà nói chuyện. Cái gì cũng nhắc tới Hannah thôi. An nói là hai người chỉ nói toàn nguyên một buổi nói chuyện là nói về Hannah, và Hannah là chủ đề chung để cho hai người nói chuyện. Sau bữa đó thì An cũng có cảm ơn Hannah và mời Hannah ăn trưa.
Rồi An lại muốn hẹn Khánh ra ngoài uống nước. Hôm đó khi mà hẹn Khánh ra ngoài uống nước á thì dẫn theo Hana luôn. An mới nói là thôi cậu đi chung với tớ đi, đi chung với tụi tớ luôn để cho có chủ đề để mà nói chuyện, chứ hai người không có gì nói chuyện với nhau, cho nên hơi ngượng á. Cho nên mới nhờ Hana đi chung. Hana cũng đồng ý và cứ như vậy ba người hẹn gặp nhau ở quán nước ngồi nói chuyện. Trong khi nói chuyện á thì Khánh có khoe là Khánh vừa mới mua một cái điện thoại mà trên cái điện thoại đó có thể coi được video luôn. Lúc đó Khánh mới mở cho mọi người coi tin tức, là tin tức về cái cô gái bị chặt đứt nửa người mà chưa có tìm ra hung thủ. Mọi người coi, sau đó mọi người mới đột nhiên lại nhắc tới một cái truyền thuyết đô thị về Teke Teke. Khánh mới kể là các cậu có biết về Teke Teke không? Rồi sau đó thì Khánh mới kể cái truyền thuyết đô thị đó ra, là nếu như gặp Teke Teke thì nó sẽ chặt ngang người, chặt ngang nửa người của nạn nhân và không ai thoát khỏi. Sau đó thì An mới bổ sung thêm câu chuyện của Khánh và An nói là thật ra An có nghe nói á là cũng có trường hợp ngoại lệ là nạn nhân có thể thoát được. Tuy nhiên nếu mà thoát cái đêm hôm đó thôi, may mắn thoát được, nhưng mà 3 ngày sau á thì cái người đó cũng sẽ chết thôi, chứ không thoát được. Teke Teke sẽ quay lại tìm người đó và giết chết. Thì đó là những gì mà An nói. Trong khi mọi người đang nói chuyện và kết thúc câu chuyện rồi, An đứng dậy ăn đi vệ sinh. Ở đây á, Khánh và Hana mới nói chuyện với nhau. Họ nói về Teke Teke nhưng mà thấy đó cũng chỉ là những cái truyền thuyết đô thị, đâu có thật đâu, bởi vì nghe nó quá là vô lý và phản khoa học. Sau đó thì quay trở lại chuyện của An, Hana mới hỏi Khánh á là Khánh thấy An như thế nào. Khánh mới nói với Hana là thực ra là Khánh chỉ coi An là bạn thôi, và Khánh nhận lời đi chơi với An là bởi vì An là bạn của Hana và Khánh chỉ nể mặt Hana mới đi chơi với An thôi. Mà ngay lúc đó là cái lúc mà An đi vệ sinh ra rồi, An đứng ở đằng sau cái bức tường và An nghe. Kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm đó, Khánh lái xe đạp về trước, An và Hana cùng với nhau đi bộ về, bởi vì nhà của họ cách đó cũng không xa, mà nhà của Hana và An cũng gần với nhau cho nên họ thường xuyên đi về cùng với nhau. Ngày hôm đó thì lại là một ngày đặc biệt, bởi vì An vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Khánh và Hana. Kiểu như là hai người chơi chung với nhau, nhưng mà An lúc nào cũng cảm nhận như là Hana xinh hơn mình, Hana giỏi hơn mình, cái gì Hana cũng tốt hơn mình. Mà bây giờ lại cũng không ngờ có vẻ như hình như là Khánh lại thích Hana, chứ không phải thích mình, mà lại còn nói là đồng ý đi chơi với mình là nhờ nể mặt Hana thôi. Kiểu như là cảm thấy ghen ghét đố kỵ ở trong lòng. Hai người đang đi về ở trong đêm tối, lúc đó tầm khoảng chừng 8 giờ, cũng vừa đi vừa nói chuyện rồi lại bàn tới chuyện của Khánh. Chọc tới điểm ngứa rồi các bạn, cho nên An mới hỏi Hana là cậu có thích Khánh không? Thì Hana mới nói là không, chúng tớ chỉ là bạn bình thường thôi. An mới nói là thôi đi cậu đừng có lừa tớ, cậu thích Khánh chứ gì, mà Khánh cũng thích cậu nữa, cậu coi tớ là cái gì đây? Cái gì tớ cũng thua kém cậu hết, có phải là cậu khinh bỉ tớ hay không? Có phải là cậu coi thường tớ hay không? Nói xong rồi thì An rất là tức giận và bỏ đi một cái hướng khác. Thay vì cái hướng mà hàng ngày họ hay đi chung về với nhau á, thì An lại không đi hướng đó mà An bỏ đi cái hướng khác, cũng là đường đi về nhà của An nhưng mà đi theo một cái con đường khác thôi. An rất là tức giận bỏ đi. Lúc đó Hana cũng không biết phải làm sao hết, rất là bàng hoàng đứng nhìn bạn của mình rời đi mà cũng không biết phải giải thích như thế nào. Bởi vì hồi nãy An có nói là An nghe cuộc đối thoại giữa Khánh và Hana rồi, thì đúng là mình có nói như vậy nhưng mà mình không có ý gì hết. Nhưng mà thôi để cho bạn của mình đi, nguôi giận đi, rồi ngày mai mình sẽ nói chuyện rõ ràng hơn. Sau đó thì Hana đi về theo con đường cũ, còn An á thì tiếp tục đi có con đường mới của mình để mà đi về. Mà cái con đường mới An chọn á, cái con đường khác đi về nhà của An, lại là con đường băng qua cái cầu vượt. Mà ở dưới cái cầu vượt đó là cái đường ray xe lửa, là nơi kiểu như là tại sao có rất là nhiều người chết ở đó mà những cái nữ sinh này lại cứ chọn con đường đó để đi, không chịu né cái con đường đó ra. Cũng có thể là do lúc này An đang rất là bực tức và không có nghĩ tới những cái chuyện đó, chứ nhiều khi coi tin tức cũng không có để ý, tại vì có nhiều người rõ ràng là họ không có quan tâm tin tức cho lắm, cho nên nó chỉ biết là có người chết như vậy thôi, chứ cũng không biết chính xác là cái người đó chết ở chỗ nào để mà né cái chỗ đó ra. Còn An cứ như vậy mà đi. Ban đầu thì tức giận bỏ đi, xong rồi An nghĩ là có phải là hồi nãy mình phản ứng thái quá hay không, nhưng mà thôi ngày mai mình sẽ gặp Hana để nói chuyện sau, để xin lỗi sau. Thì vừa nghĩ vừa đi như vậy rồi An lại đột nhiên rùng mình khi có một cơn gió lạnh thổi đến. Gió lạnh từng đợt thổi đến, và mỗi một lần gió thổi đến như vậy á, An lại nghe thấy tiếng gì đó chạy ở trên đường, giống như là cái tiếng hồi nãy tới giờ bắp tải với các bạn á, nó cứ cào 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 ở trên đường và cào cực kỳ nhanh. Ban đầu là ở sức rất rất xa vọng về, sau đó là cái tiếng đó càng ngày càng gần hơn và gần như là đuổi đằng sau lưng của An. Khi mà nghe cái âm thanh như vậy, An rất là sợ hãi và bỏ chạy, bắt đầu tăng tốc độ và chạy đi lên cái cầu vượt, chạy ngay qua cái cầu vượt, và cuối cùng thì chạy không nổi nữa các bạn. An vấp té, và khi mà vấp té nhìn ra đằng sau, An thấy ở giữa cái con đường không có ai qua lại hết là một màn đêm tăm tối.
chỉ có ánh đèn đường hắt xuống. An thấy ở giữa con đường đó là cái bóng thôi các bạn, không thấy rõ mặt nha. Cái bóng của hai bàn tay giống như là một người đang bò ở trên đường. Rồi An thấy á, cái tay đó chống xuống dưới đất để đẩy cái người lên. Khi mà cái tay đó chống xuống để đẩy cái người lên thì cái người kia không có cái phần dưới, chỉ có cái khúc bụng này bị cắt ngang ra thôi. Cứ như vậy bò về phía trước, bò về phía của An và vèo phóng một phát, người của An đứt ra làm đôi, chết tại chỗ ở giữa cái cầu vượt đó. Qua ngày hôm sau, lại một lần nữa, tin tức lại đưa tin thêm một nạn nhân nữa chết một cách bí ẩn, bị cắt người ra, bị cắt đôi người ra luôn. Sau khi nghe được hung tin, Hana rất là buồn. Dĩ nhiên là Hana và Khánh và những người đã từng gặp An cũng sẽ được cảnh sát tìm tới hỏi để mà điều tra như thế nào. Mọi chuyện xảy ra như thế nào thì mọi người đều khai như vậy. Riêng về Hana, cảnh sát có hỏi là theo như lời nói của Hana là bình thường hai người hay đi về chung với nhau bằng một cái con đường khác. Tại sao ngày hôm đó An và Hana lại không đi về chung giống như mọi khi mà lại tách riêng ra đi? Lúc đó Hana nói là tự nhiên lúc đó An muốn đi như vậy thôi. Chứ Hana không có nói với cảnh sát là hai người cãi nhau gì hết. Tại vì Hana sợ là cảnh sát sẽ nghi, trong khi mình không làm gì hết. Nếu mà nói cãi nhau thì có thể nào là cảnh sát sẽ nghi ngờ mình và điều tra là làm khó mình hay không. Vì vậy cho nên Hana đã không có nói cảnh sát chi tiết về việc tại sao hai người lại tách ra để đi. Chỉ nói là hai người đang đi về chung với nhau thì đột nhiên An muốn đi con đường khác, rồi An đi một mình, Hana đi về đường khác và hai người tách đường ra để mà đi riêng biệt thôi. Sau đó thì cảnh sát cũng cho Hana về. Sau khi mà An chết á, Hana cảm thấy rất là buồn tại vì người bạn thân nhất của mình mất. Đằng này trước khi mất hai người còn cãi nhau nữa. Hana cảm thấy rất là tổn thương và rất là thương bạn mình luôn. Trong cái khoảng thời gian đó, Khánh thường hay tới để mà an ủi Hana. Khánh cũng có ngỏ lời là nếu như mà cậu có thời gian á, thì chúng ta đi uống nước. Nhưng mà Hana từ chối bởi vì Hana biết là An rất là thích Khánh. Và bây giờ An mất rồi thì Hana cũng không có muốn có một cái mối quan hệ nào khác đặc biệt với Khánh. Cho nên Hana đã từ chối. Sau khi Hana từ chối lời mời đi uống nước của Khánh thì Hana đi bộ về. Hana nói với Khánh là cậu đi xe đạp về trước đi, tớ sẽ đi bộ về. Bình thường tớ đi bộ về cũng được mà không sao hết. Khánh cứ như vậy lái xe đạp đi về. Còn Hana không hiểu sao không đi thẳng về nhà mà Hana đi tới một tiệm bông mua một bó bông màu trắng. Sau đó Hana quyết định là sẽ đi đến chỗ cái cầu vượt nơi mà bạn của mình là An đã bỏ mạng tại đó, để mà để những cái đồ cúng ở đó, để bông ở đó, để mà tặng bông và tưởng nhớ tới bạn của mình. Nói chung là lại là một lần nữa kiểu như là không biết là tại sao bạn mình chết ở đó. Có thể là do người, có thể là do ma, có thể là do quỷ. Nhưng mà nếu như mà muốn đi cúng hay là làm cái gì đó phải đi đông chứ. Mình phải nghĩ tới cái sự an nguy của mình. Còn đằng này á, vào ban đêm các bạn cũng tầm khoảng chừng 7-8 giờ buổi tối, bà đi một mình. Mà con đường thì vắng que à, đặc biệt là ngay cái chỗ đó đường rất là vắng, không có ai qua lại luôn. Nhưng mà Hana vẫn lì, vẫn đi mua một bó bông, xong đó một mình thôi các bạn. Một mình trên tay một bó bông, một cô nữ sinh cứ như vậy. Cầm cái bó bông đó, đi lên cái cầu vượt, đi tới giữa cái cầu vượt, ngay cái chỗ mà An chết. Thì cái chỗ mà An mất á, chỗ đó có người ta có để bông rất là nhiều, rồi để những cái chai nước. Những cái bạn khác đi tới thăm An á, mua những cái chai nước mà An thích để ở đó. Khi đến nơi, Hana cũng đặt cái bó bông mà mình đã mua xuống, sau đó ngồi xuống nhớ tới bạn mình mà khóc. Đang khóc tu như vậy đó, đột nhiên một cơn gió thổi đến. Cơn gió thổi đến cuốn hết nước mắt của Hana đi rồi. Cơn gió mang đến một cảm giác mát lạnh sảng khoái đến lạ thường, đến độ mà sợ rùng rợn, sợ nổi hết cả da gà luôn đó các bạn. Cơn gió đó không chỉ mang đến cơn mát lạnh sảng khoái mà còn mang đến cho Hana ký ức về những câu chuyện về Teke. Câu chuyện mà An và Khánh đã nói chuyện với nhau ở trong quán nước. Hana nhớ là nếu như ai đó nhìn thấy Teke thì cái bà Teke đó sẽ cắt người đó ra làm đôi. Bình thường Hana không hề tin những cái câu chuyện đó, nhưng mà tự nhiên ngay trong giây phút đó, ngồi ngay cái chỗ mà An đã từng chết, và đặc biệt là âm thanh của một thứ gì đó chạy ở trên đường, không phải là chân người chạy mà là tiếng một cái móng nào đó nó vuốt, nó chạy ở trên đường, khiến cho Hana lúc này cảm giác như là sự việc về Teke là có thật. Trong khi Hana đang rất là hoảng sợ thì Hana nghe thấy cái âm thanh đó, âm thanh một cái thứ gì đó chạy và cào những cái móng của nó lên trên đường, càng ngày càng tiến gần tới chỗ của Hana hơn. Ngay khi mà nó tiến gần tới chỗ của Hana thì Hana nhắm chặt mắt lại,
tôi không thấy gì hết. Kiểu như là bà giả mù đó các bạn, mà nhắm chặt mắt lại. Hannah nhớ rõ là trong truyền thuyết nói rằng nếu mà mình thấy nó thì mình mới bị nó giết, nếu mà mình không thấy nó, mình vờ như là mình không thấy nó, mình không thấy nó, mình không nhìn thấy nó thì nó sẽ không giết mình, mình không nhìn thấy nó thì nó sẽ không giết mình, mình không nhìn thấy nó thì nó sẽ không giết mình. Sự việc xảy ra là đúng như vậy luôn á các bạn. Bà Hannah kiểu như bà cứ nhìn. Còn cái con teke á, nó bò tới ngay chỗ của Hannah luôn. Nó cứ bò tới, nó rình, nó nhìn. Mày nhìn tao đi. Tại sao mày không mở mắt ra mày nhìn tao? Mày nhìn tao đi nè. Nhưng mà bà không có nói nha các bạn. Bà nói thôi, bà không nói. Bà cứ thò cái mặt bà vô. Trong khi á, Hannah thì giống như vậy. Còn bà thì cứ ép cái mặt của bà sát vô mặt của Hannah. Cứ từ từ nhích lên, xong ép sát mặt qua. Hannah vẫn nhắm mắt. Trời ơi, lì, có đứa nào lì hơn tao với mày nè? Thì có đứa nào lì hơn, có đứa nào giả bộ lì hơn nè? Tao vẫn nhắm mắt là coi mày làm gì được tao, coi mày làm gì được tao. Còn cái bà kia bực, con quỷ này sao mày dai giết gì mấy? Mày ngon mày nhắm mắt tới sáng không? Tao coi thử coi mày nhắm mắt được tới sáng hay không? Sau một hồi nữa bà nản bà đi các bạn. Một hồi nữa thì đột nhiên Hannah cảm nhận như là không còn lạnh nữa, mà cũng cảm giác như là không có cái gì đó ở xung quanh mình. Tại vì lúc nãy Hannah nhắm mắt là Hannah biết có cái gì đó nó ép sát lại xung quanh chỗ Hannah. Nó ép sát qua đây. Rồi sau đó là nó ép sát mặt của Hannah. Nhưng mà Hannah vẫn kiên quyết nhắm chặt mắt lại, coi như là không thấy gì. Để mà thật sự là không thấy gì luôn. Rồi đột nhiên là lúc này Hannah cảm nhận như là không có cái thứ đó ở xung quanh mình. Cộng thêm cái việc là nghe thấy cái tiếng cào ở trên đường á, nó rời đi. Cho nên Hannah nghĩ là tao thắng rồi. Kiểu như là may quá nó đi rồi, không sao hết, bà đây vẫn sống được. Lúc này Hannah run rẩy đứng dậy rồi Hannah chuẩn bị đi về, chuẩn bị bước từng bước chậm chạp đi về thì đột nhiên Hannah nghe thấy tiếng gọi là Hannah. Đó là tiếng của An các bạn, nghe rõ mồn một luôn á. Tại vì đó là người bạn thân của Hannah mà, và Hannah không thể nào quên cái người bạn thân của mình, không thể nào quên cái âm thanh mà bạn của mình gọi mình. Mà đó là một âm thanh rất là quen thuộc. Hằng ngày hai người ở trong trường á, An hay gọi tên của Hannah lắm. Khi mà nghe như vậy, Hannah không khỏi chạnh lòng nhớ bạn của mình, âm thanh quen thuộc đó. Và cũng như theo phản xạ tự nhiên, vẫn còn rất là quen thuộc các bạn. Mỗi lần mà An gọi là Hannah quay đầu lại ngay lập tức thôi. Thì đêm đó cũng vậy, trong đêm tối tĩnh mịch, Hannah đứng dậy định đi về thì nghe thấy âm thanh mà An gọi Hannah. Theo phản xạ tự nhiên giống như bình thường, vừa mới nghe An gọi á, Hannah mừng rỡ quay lưng lại, quay mặt lại nhìn, thì cái bà teke bà nằm ngay giữa đường nha các bạn. Quý một cái con đường bà ở ngay giữa đường, bà ngóc đầu lên, rồi xong mày rồi con, mày dính bẫy rồi. Thế là bà cào lên, bà bò lên, bà dí Hannah bỏ chạy các bạn. Là hồi nãy cái tiếng đó là cái ảo giác mà cái bà teke đó tạo ra để cho Hannah phải quay mặt lại để nhìn thấy bà. Tại nhìn thấy bà mới giết được, không nhìn thấy bà không giết. Cho nên khi mà Hannah nhìn thấy á, là bà mới vội vã chạy tới tấn công Hannah. Hannah lúc này cong giò bỏ chạy. Hannah chạy quá rồi chạy luôn, Hannah thì chạy ở đằng trước. Còn cái bà đó thì cứ nửa người thôi các bạn, bò chạy theo mà bà phóng. Bà chạy y như là Flash vậy đó. Bà chạy rất là nhanh các bạn, mà chạy bằng tay mà. Tay gì mà khỏe ghê, chạy nhanh ơi là nhanh luôn, đuổi theo Hannah. Hannah đang chạy á, thì may quá gặp Khánh các bạn, không hiểu sao. Khánh nghĩ sao á, kiểu như là lo cho Hannah, cho nên á Khánh đã chạy ngang xe đạp, chạy ngang qua chỗ của Hannah. Hannah mới phóng lên trên xe đạp, ngồi phóng lên trên đằng sau, xong rồi mới kêu Khánh là chạy nhanh đi. Cũng hên cho hai người các bạn, mà hên cho Khánh nữa. Đoạn đường đó là đoạn đường xuống dốc, chứ lên dốc là đạp lòi, lên dốc là đạp mệt lắm, đạp không nổi sẽ bị chết đó, ý là vậy đó. Hai người thì cứ như vậy, đường xuống dốc mà ngồi trên xe đạp được các bạn, cho nên cứ ung dung mà thả xuống dốc thôi. Còn cái bà kia thì bà cứ phóng mà không chịu buông tha luôn. Tuy á là đường xuống dốc nhưng mà chỉ có một chiếc xe đạp, hai người ngồi trên đó mà phóng một cái lực quá nhanh đi, khi này Khánh mới mất thăng bằng và hai người té xuống dưới đất. Khi mà té xuống á bị choáng được một lúc á, Hannah mới ngồi dậy thì không thấy teke đuổi theo nữa. Hannah mới tiến tới nhìn Khánh coi Khánh như thế nào. Thì khi đó Khánh bị thương, sau đó mới đưa Khánh vào trong bệnh viện. Khánh bị gãy chân, mà hình như là Khánh sắp tham gia một cái cuộc thi gì đó, tại như vậy mà Khánh không tham dự được. Hannah cảm thấy rất là có lỗi và xin lỗi Khánh. Thì Khánh cũng không có trách gì Hannah hết. Khánh nói là không sao, dù gì thì không tham dự được lúc này thì là tham dự khi khác thôi, không sao cả. Cái đêm hôm trước á, là gặp teke, thì qua ngày hôm sau Hannah đi tới gặp Khánh ở trong bệnh viện và thăm Khánh xong rồi á, thì Hannah đi về. Sau đó thì Hannah bắt đầu làm research, kiểu như là tìm hiểu thông tin về teke.
tìm hiểu lên mạng, tìm hiểu là sau đó vào trong thư viện để mà tìm hiểu những cái cuốn sách kể về lịch sử, kể về những cái truyền thuyết đô thị ở Nhật Bản, kể về Teke Teke, coi coi sự thật Teke Teke là như thế nào. Bởi vì rõ ràng là Hana đã rõ mồn một nhìn thấy cái bà Teke Teke. Và cộng thêm những cái tin tức mà Hana tìm được ở trên mạng, có rất nhiều người nạn nhân đã bị chết và bị chặt ngang người rất là đáng sợ. Khi này á, Hana mới nhớ tới lời An nói là cho dù đêm hôm đó có thoát được Teke Teke thì 3 ngày sau, đúng 3 ngày sau, Teke Teke cũng sẽ xuất hiện và kết thúc cuộc đời của người đã nhìn thấy nó. Vì vậy Hana cảm thấy rất là lo lắng và bồn chồn ở trong người. Thực sự là không biết có thiệt hay không, nhưng mà trước mắt thấy là Teke Teke là có thiệt. Lời đồn về cái truyền thuyết đô thị đó là có thiệt, thì chắc chắn là những cái tin tức liên quan cũng sẽ có thiệt. Thôi bây giờ mình cứ tìm hiểu như thế nào. Khi Hana đang tìm hiểu những thông tin về Teke Teke thì Hana gặp người chị họ của Hana. Người chị họ của Hana tên là Ri. Ri đang làm bài luận có liên quan tới những truyền thuyết đô thị, học về cái văn hóa Nhật, học về những cái lịch sử, những truyền thuyết đô thị Nhật á. Đặc biệt, Ri đã chọn Teke Teke là nhân vật để Ri tìm hiểu và viết bài luận đó để nộp. Thì đó là Ri đang tìm hiểu thông tin về Teke Teke luôn, lại vô tình phát hiện ra là em họ của mình cũng đang tìm hiểu về Teke Teke, cho nên hai người mới quyết định là đi chung với nhau để tìm hiểu thêm nhiều thông tin về Teke Teke. Hana cũng có kể cho Ri nghe là Hana đã có gặp Teke Teke. Ri mới nói với Hana là cho dù là có thật hay không đi nữa thì chúng ta cũng phải cố gắng hết sức để tìm hiểu thêm thông tin về Teke Teke. Vì nếu như mà truyền thuyết là thật á, thì đúng 3 ngày sau em sẽ chết đó. Kế tiếp đó, Ri và Hana cùng với nhau mướn một chiếc xe hơi màu đỏ và cùng với nhau đi vào trong công cuộc điều tra về Teke Teke. Theo như những gì mà họ tìm hiểu được á, thì họ phải chạy xe tới cái thị trấn gần đó. Khi này, Ri mới chở Hana tới một cái người giáo sư, giáo sư Tuấn. Ri quen biết cái giáo sư này và người giáo sư này biết rất là nhiều về truyền thuyết đô thị. Họ quyết định đến đó để hỏi thông tin về Teke Teke, tại sao lại xuất hiện cái truyền thuyết đô thị đó, xuất phát từ đâu, từ nơi nào, địa điểm nào. Khi mà đến nơi á, giáo sư Tuấn đã cho họ rất là nhiều thông tin. Lúc đó Hana có ghi xuống, Hana là người đã ghi chú xuống hết tất cả những gì mà giáo sư Tuấn nói. Theo như thông tin mà giáo sư Tuấn cung cấp, sự việc này xảy ra vào khoảng chừng năm 1948, bắt đầu xuất hiện những cái lời đồn về Teke Teke. Trong hồ sơ ghi lại rằng có một người phụ nữ đi tới một cái cây cầu vượt và nhảy xuống đó để tự tử. Sau khi nhảy xuống thì người của bà bị nằm ngang các bạn. Một nửa nằm ở trong đường ray xe lửa, một nửa thì nằm ở bên ngoài. Lúc mà bà nhảy xuống, bà cũng ngáp ngáp thôi chưa chết. Khi mà xe lửa chạy ngang qua, cứa hết nửa người của bà thì lúc đó bà mới thực sự chết. Thì sau khi sự việc đó xảy ra, người ta mới bắt đầu đồn đại là có Teke Teke. Mà những cái gì mà liên quan tới cái vụ án đó thì giáo sư Tuấn còn nói là người phụ nữ đó trước khi mà tự tử chết á, đã có hình như là biểu hiện tâm thần nhẹ. Bà ấy rất là ghét màu đỏ. Bà ấy quăng hết tất cả những món đồ có màu đỏ trong nhà đi. Thậm chí là thấy cái món gì có màu đỏ là bắt đầu la hét lên. Sau đó một khoảng thời gian thì bà ấy mới quyết định nhảy cầu vượt để tự tử. Thì đó là những thông tin mà giáo sư Tuấn đã cung cấp. Họ cũng hỏi giáo sư Tuấn á, là có biết là ví dụ như là tìm hiểu được gia đình của cái người phụ nữ đó ở đâu, hoặc là bà có còn anh chị em gì nữa hay không. Giáo sư Tuấn cũng có địa chỉ. Không chắc là bây giờ anh chị em của bà vẫn còn ở đó đâu, tại vì bà có một người em gái, nhưng mà không chắc là người em gái đó vẫn còn ở đó. Nhưng mà nhà của họ cũng gần đây thôi. Giáo sư Tuấn đã ghi địa chỉ xuống cho Hana và Ri. Sau đó là nhờ một cái người đệ tử của mình, đệ tử của giáo sư Tuấn là một người nam học sinh. Cái người nam đó cũng đang làm giáo án, cũng làm những cái bài luận văn để mà thi đại học đó các bạn. Người bạn đó tên là Nam. Giáo sư Tuấn mới nói với Ri và Hana là đừng có lo. Giáo sư Tuấn sẽ kêu Nam dẫn hai người đi luôn, bởi vì cái chỗ này dễ lạc lắm. Trời ơi, nhiệt tình đến mức độ như vậy luôn á các bạn. Mà Nam cũng rất là dễ thương. Nam rất là nhiệt tình giúp đỡ cho Ri và Hana. Nam mới dành cả một buổi trời luôn dẫn hai người đi vòng kiếm cái địa chỉ đó, thì kiếm ra được cái nhà. Nhưng mà người chủ kia đã dọn đi hết trơn rồi, còn lại cái người chủ hiện tại của cái nhà đó là chủ cũ luôn. Là sau khi mà gia đình của cái bà mà tự tử chết á dọn đi, thì cái bà chủ cũ lấy lại cái chỗ đó để ở. Mới vào bên trong hỏi chuyện coi là họ có biết gì về những cái sự việc xảy ra hay không. Cái người mà hiện tại ở trong cái nhà đó là con của bà chủ, chứ không phải là bà chủ. Bà chủ là ngủm của tỏi chết lâu rồi. Cái bà đó bây giờ lớn tuổi rồi, lớn ơi là lớn rồi, chắc tầm khoảng chừng 6-70 tuổi rồi các bạn. Ri, Hana và Nam đi vào bên trong nhà đó, gặp bà chủ và hỏi sự việc có liên quan về Kashima. Kashima là tên của người phụ nữ mà hồi nãy giáo sư Tuấn đã nói là người phụ nữ đã nhảy cầu vượt tự tử chết.
người chủ nhà cũng không quá ngạc nhiên khi có người tới tìm hiểu thông tin về Kashima, bởi vì trong xuyên suốt nhiều năm liền thường xuyên có người tới đó để tìm hiểu thông tin về Kashima, tìm hiểu thông tin về Teke. Bà chủ nhà là một người rất thân thiện và trả lời tỉ mỉ từng câu hỏi của mọi người. Bà ấy nói là vào năm khoảng chừng 1948, khi mà xảy ra sự việc, bà tầm khoảng chừng 6-7 tuổi thôi. Vào khoảng thời gian đó, Kashima có một người em gái, hai chị em và gia đình sống ở trong gia đình đó. Kashima là một người y tá, rất là dễ thương, thân thiện với mọi người và mọi người ai cũng quý Kashima. Đặc biệt là ngoại hình của Kashima rất là đẹp, rất là dễ thương, ai nhìn cũng yêu hết, ai nhìn nói chung là mọi chàng trai đều để ý. Và chính bởi vì cái vẻ đẹp đó khiến cho Kashima trở thành một nạn nhân. Bà chủ nhà kể lại là vào một đêm nọ, Kashima trên đường đi làm về khuya, đi ngang qua cánh đồng thì bị một người đàn ông giở trò đồi bại, đã hãm hiếp Kashima ở ngay chỗ cánh đồng đó, hãm hiếp và đánh đập Kashima một cách tàn nhẫn. Nhưng mà sau cái đêm hôm đó thì Kashima vẫn còn sống để quay trở về nhà chứ không phải là chết. Nhưng mà sau khi quay trở về nhà, từ ngay cái bữa đó luôn á, là Kashima cực kỳ ghét màu đỏ, hễ thấy cái màu đỏ là quăng hết đi. Thấy màu đỏ là bắt đầu than khóc, la hét lên và quăng hết tất cả những cái gì có liên quan tới màu đỏ. Và Kashima cực kỳ ghét màu đỏ từ trong cái giây phút đó, rồi liên tục mấy tháng sau. Tình hình không có hề giảm đi mà càng ngày càng nặng hơn, đến độ Kashima phải tới cái cầu vượt và nhảy xuống cầu vượt tự tử. Khi mà nhảy xuống cầu vượt á, thì gặp một cái đường ray xe lửa chạy ngang qua và cán đứt đi nửa người của Kashima. Bà chủ á, bà còn nói á, là bà nghĩ á, nguyên nhân mà Kashima ghét màu đỏ là lúc đó Kashima vẫn còn là con gái, vẫn còn trinh trắng á, cho nên khi mà bị hãm hiếp thì nó ra máu. Vì vậy cho nên Kashima cảm thấy như là cái phần đó của mình rất là dơ bẩn và cảm thấy cái màu đỏ là một cái màu rất là dơ bẩn. Mỗi lần nhìn thấy màu đỏ là Kashima sẽ nhớ tới những cái sự việc khủng khiếp tàn nhẫn xảy đến với mình. Cho nên Kashima cực kỳ ghét màu đỏ. Và sau đó là tự tử, sau khi tự tử chết vẫn còn ghét màu đỏ luôn nha các bạn. Và đó là tất cả những thông tin mà bà chủ nhà kể lại cho Hana và Ri. Nhưng mà những cái thông tin đó có vẻ như cũng không giúp ích gì cho những cái sự việc mà họ đang điều tra. Mà ngày hôm đó đã là ngày thứ 3 rồi các bạn. Mà hình như là tầm khoảng chừng 7 giờ tối là cái giờ mà Hana gặp Teke ở ba hôm trước. Vì vậy cho nên khoảng chừng mấy tiếng nữa thôi là tới 7 giờ tối, nếu như mà không điều tra ra được sự việc thì Hana sẽ bị mất mạng. Khi này cảm thấy rất là bế tắc luôn các bạn, không điều tra được gì hết. Sau khi đã rời khỏi nhà của bà chủ, hai người lại lên xe. Lúc mà chia tay với Nam, Nam có kiểu như là có một số chuyện muốn nói nữa không muốn nói. Rồi cuối cùng thì Nam cũng quyết định nói. Nam mới nói với lại Ri và Hana là vào khoảng thời gian mà Nam học trung học, Nam có nghe những cái lời đồn về Teke. Nhưng mà cũng chỉ là lời đồn đại thôi, chứ không có giống như là lên tin tức giống như bây giờ. Nam mới nói là không hiểu tại sao đột nhiên trong vòng 3 tháng nay mới bắt đầu xuất hiện lại những cái lời đồn về Teke và lại có nhiều nạn nhân chết như vậy. Phải có một nguyên nhân gì đó chứ đúng không? Tại sao sau khi Kashima chết thì rộ lên cái tin đồn đó, rộ lên khoảng một khoảng thời gian thì hết, rồi ngưng một khoảng thời gian rất là dài, đột nhiên hiện tại lại xuất hiện một lần nữa. Phải có nguyên nhân chứ, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Thì khi này Nam mới nói là có một cái tin đồn là sau khi mà Kashima chết á, bà ấy biến thành oan hồn và nửa người của bà biến thành Teke bò lên trên đường và kiếm nạn nhân để giết chết. Sau đó thì em gái của Kashima thấy như vậy mới lập một cái miếu ở trong rừng, ở ngay chỗ chôn bà luôn, lập một cái miếu ở ngay đó. Nói là cái miếu thôi các bạn chứ không phải là cái miếu, đại khái như là một cái tảng đá. Rồi trên cái tảng đá đó có khắc ngày tháng năm sinh, năm mất của cái bà đó, kiểu như là để tưởng nhớ cho bà. Rồi hàng ngày cái cô em gái đó đến để mà thờ phụng, cúng kiến, chăm sóc. Sau này hình như là cô em gái cũng qua đời luôn, không ai tới thờ phụng cúng kiến cho bà hết. Rồi cộng thêm thời gian nghiệt ngã, bão tố, phong ba, rồi động đất nữa các bạn. Thì đột nhiên hình như nghe nói là bây giờ cái tảng đá đó nó bị lật ngược xuống, nó không còn đứng nữa mà nó bị ngã xuống. Có thể là cái chỗ đó là nơi cư trú của bà. Ngày xưa khi mà tảng đá đó được dựng lên thì những cái lời đồn về Teke cũng biến mất theo đó. Bây giờ thì đột nhiên cái tảng đá đó bị ngã xuống thì Teke lại đột nhiên xuất hiện. Vì vậy cho nên Nam nghĩ là những cái sự việc có liên quan tới cái tảng đá đó. Và nói nếu mà hai người muốn chấm dứt cái lời nguyền này thì nên đi tìm cái tảng đá đó và giựt nó lên lại. Nam mới nói với hai người này là tìm tới cái địa chỉ nơi ở, nơi chôn cất của Kashima thì có thể sẽ tìm thấy cái tảng đá đó và dựng nó lên lại. Thì lúc này nhận được cái tin này cũng rất là mừng các bạn, kiểu như là tìm thấy một cái con đường sống ở trong muôn vàn cõi chết á. Hai người mới vội vã
chạy tới cái địa danh mà Hana đã ghi lại. Chạy cũng rất là xa, tại vì lúc đó là tầm khoảng chừng 4 giờ chiều rồi, còn 3 tiếng nữa là tới giờ chết của Hana. Vì vậy hai người rất là vội vã chạy mãi. Chạy 1 tiếng sau tới, cũng tới nơi các bạn. 1 tiếng chạy thì lúc đó là tầm khoảng chừng 5 giờ, còn 2 tiếng nữa chỗ dư thời gian. Nhưng mà khi đến nơi lại phát hiện ra cái chỗ đó bị san bằng luôn. Nó không phải là rừng, nó cũng không có cái mộ nào trong đó hết. Đúng theo như lời miêu tả thì chỗ đó phải là rừng cây. Đằng này hả, mọi thứ bị san bằng hết các bạn. Hai người mới nhìn nhau mới nói là ủa sao kỳ vậy. Rồi họ mới gọi điện cho Nam. Khi này Rin mới gọi điện cho Nam. Rin mới nói là cậu đưa cái địa chỉ quỷ quái gì vậy, tại sao tới đây lại không thấy gì hết, toàn là một cái gì đó không làm gì đâu, đâu phải là rừng đâu. Cái thế này Nam mới nói là không, tớ đã đưa đúng địa chỉ rồi mà. Nam mới chạy qua, mới lén chạy qua văn phòng của giáo sư. Mà văn phòng của giáo sư á, là lúc này ông đi vắng rồi. Nam lén vào bên trong, mà lén như vậy á, mà nếu mà bị bắt á là bị bắt vô tù luôn á. Nhưng mà Nam muốn giúp cho hai người này, cho nên Nam lén vào coi, để coi lại cái địa chỉ có đúng hay không. Nam mới mở bản đồ ra coi, thì mới nói là đúng là cái địa chỉ đó. Khi này Nam mới nói là hai người nói lại cái tên địa chỉ coi. Ri lúc này mới lặp lại cái tên địa chỉ. Nam mới nói là không, không phải, kiểu như là cái tên đó bị sai một chữ, thành ra là một cái địa điểm khác luôn. Là thay vì đi tới địa điểm A, họ lại đi tới địa điểm A phẩy. Hai cái tên đó giống nhau, nó chỉ sai một chữ thôi các bạn. Mà cái người ghi địa chỉ lại là Hana. Hana nói là ơ như vậy là em hồi nãy em ghi sai địa chỉ rồi. Bây giờ á không biết phải làm sao hết. Bây giờ hai người phải đi lại chỗ cái địa chỉ đúng. Mà cái chỗ đó cách cái chỗ mà họ đang đứng 2 tiếng đồng hồ các bạn. Một tiếng mấy, gần 2 tiếng đồng hồ. Nếu mà bị kẹt xe nữa là trễ chắc luôn. Nhưng mà bây giờ còn nước còn tát, họ phải phóng lên xe và tiếp tục chạy. À, cứ như vậy các bạn đi theo cái bản đồ GPS, bản đồ trên xe. Mà cái bản đồ trên xe nó chỉ mất nết lắm các bạn, nó chỉ đi tứ lung tung hết. Khi đó Nam phải chỉ họ phải coi cái bản đồ giấy, rồi họ nói là họ đang ở đâu. Nam nhìn thấy cái bản đồ giấy đó chỉ đường cho họ đi. Đã là đang gấp rồi. Khi này á cảm giác như là Ri còn gấp hơn là Hana nữa. Ủa mà sao chị họ mà quan tâm em mình dữ, kiểu như là Hana biết mình sắp chết nhưng mà cũng không có bực bội bực tức giống như vậy. Thì mới phát hiện ra Ri bà cũng gặp rồi, bà cũng thấy teke rồi chứ không phải không thấy. Toàn bộ cái quá trình tìm kiếm á là không chỉ cứu cho em họ mình mà còn cứu cho mình nữa. Ri mới nói thật với lại Hana là cái đêm mà Ri gặp teke là ngay sau khi mà Hana gặp. Bởi vì Ri tìm hiểu về teke và lúc đó Ri không tin là teke có thiệt. Ri phải làm bài luận viết về teke cho nên tìm hiểu thông tin và biết được có rất là nhiều người chết ở ngay cái đoạn đường đó. Ri muốn tìm tới coi cái sự việc như thế nào thì thành ra bà thấy thiệt. Hôm đó tới Ri thấy teke dí theo Hana, là ngay sau khi Hana gặp teke khoảng chừng mấy phút là Ri gặp luôn. Nếu mà Hana chết là Ri chết luôn á. Khi này mới biết là nguyên nhân vì sao hồi nãy tới giờ bữa giờ bà sốt sắng như vậy. Quay trở lại câu chuyện, họ đi ngược lại tìm mộ, tìm cái miếu của Kashima. Đã là đang rất gấp rồi các bạn, mà đi vô một cái con đường chỉ có đúng một lần đường duy nhất thôi. Đã dậy gặp cái chiếc xe thằng đằng trước nó chạy rất là chậm, nó chạy chậm ơi là chậm. Bà Ri bà rất là gấp, bà cứ bóp kèn in ỏi luôn, mà cái thằng đằng trước nó cứ chạy chậm ơi là chậm. Mà may được một lúc á là đi tới cái ngã ba, cái thằng kia chạy thẳng. Khi này chiếc xe màu đỏ đậu ngay cái ngã ba mà lại không biết quẹo trái hay quẹo phải. Bây giờ tới đó là tự nhiên cái máy chỉ đường nó bị hư, các bạn, nó không chỉ nữa, mất nó đâu, chỉ tới đó cái không chỉ nữa. Khi này họ mới gọi điện, họ nói chuyện với Nam, họ mới kêu Nam là chỉ đường tiếp đi, bây giờ không biết quẹo trái hay quẹo phải. Thì Nam đang coi thì tìm được đường rồi, đột nhiên có ông cảnh sát đâu, ông bảo vệ chứ, ông chạy vô ông nói với Nam là tại sao lại xông vô phòng của giáo sư. Rồi ông mới đè Nam xuống, khống chế Nam, bắt Nam ra bên ngoài. Trong cùng khoảng thời gian Ri và Hana lại không biết là đi đâu hết, trái hay phải. Rồi cuối cùng họ mới quyết định là thôi đi đại đi. Ri mới nói với Hana là em chọn đại một đường đi rồi mình sẽ đi đại, cứ còn hơn là mình cứ đứng ở đây. Hana suy nghĩ một hồi, Hana mới nói là hay là mình quẹo trái đi. Thì ngay lúc này ở trong điện thoại mới phát ra âm thanh của Nam. Nam nói là quẹo phải. Trời ơi, một tí nữa thôi nha các bạn, sai một ly là mất đi hai mạng liền ngay lập tức luôn á. Mặc dù là Nam đang bị cái ông bảo vệ đó khống chế nhưng vẫn cố gắng với tới cái điện thoại để mà kêu họ là quẹo phải. Và cuối cùng là họ đi đúng đường, họ quẹo phải, họ đi đúng đường và cứ như vậy chạy. Chạy miết. Khi mà tới nơi á, là đúng là tới cái khu rừng, là đúng đến nơi rồi các bạn. Khi đến nơi là tầm khoảng chừng 7:15. Họ mới vội vã hai người chạy vào trong rừng đó để kiếm, lại khó, không biết nằm đâu hết. Nguyên một cái khu rừng bạt ngàn, tìm một cái mộ, tìm một cục đá. Trời ơi, mặc dù cái cục đá đó nó cũng bự đó nhưng mà khó tìm lắm. Họ đi vòng vòng đến độ mà Ri bất lực luôn. Ri nói là như vậy làm sao mà kiếm đây trời ơi.
chẳng lẽ là mình phải chết ở đây sao? Bà Ri bà sợ mà bà bụng rủng tay chân luôn. Hana rất là bình tĩnh, Hana mới nói là chị hãy bình tĩnh lại đi, còn nước còn tát mà, chúng ta cứ cố gắng tìm. Thì tìm một hồi cũng thấy các bạn, thấy cái tảng đá. Thì lúc này á, còn khoảng chừng 2-3 phút nữa, bắt đầu từ xa là gió thổi đến rồi. Những cơn gió bắt đầu ào ạt thổi đến. Giữa một cái rừng và ban đêm, khung cảnh lại càng khủng khiếp hơn, ánh trăng mờ ảo. Chỉ có ánh sáng duy nhất là ánh trăng tỏa ra khắp nơi mà thôi. Khi nào hai người mới vội vã chạy tới ngay chỗ cái tảng đá. Nhìn ngay chỗ cái tảng đá xung quanh đó thì thấy thịt, da, thú gì đó, ghê lắm, không biết là của cái gì, gớm lắm. Nhưng mà họ cũng phải ôm cái tảng đá để mà dựng lên. Mà tảng đá nặng lắm, hai người ra sức ôm cái tảng đá và kéo lên. Lúc này bắt đầu nghe thấy tiếng xào xạc của lá, tại vì ở trong rừng mà cái tiếng mà bò bắt cào lá, bò ở trong rừng á, bò càng ngày càng gần, và cuối cùng gần như là tiến tới gần chỗ hai người này của Ri và Hana rồi. Thì may mắn là hai người này dựng cái cục đá đó lên được. Khi mà họ dựng cục đá đó lên á thì gió ngừng thổi, có vẻ như là mọi chuyện đã kết thúc. Dựng cục đá lên là mừng hú hồn chim én luôn. Lúc này nhìn lại đồng hồ thì đã quá 7 giờ rồi, là mọi chuyện đã kết thúc rồi. Hai người mừng hú hồn chim én luôn các bạn, mới đi ra xe, leo lên trên xe ngồi nói chuyện. Trời ơi, thiệt là may mắn quá, suýt chết. Biết được cảm giác suýt chết là như thế nào. Khi mà họ đang ngồi ở trong xe họ nói chuyện thì họ lại không biết được rằng ở đằng sau xe, từ xa lại xuất hiện teke, dường như lời nguyền vẫn còn đó và mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Từ đằng xa ở giữa đường là một người phụ nữ, ha, nói chính xác là nửa người của một người phụ nữ. Cái phần trên là đầu tóc rủ rượi, tóc dài như thế này nè các bạn, mà còn xù còn rối nữa. Ôi sao giống bắp quá vậy? Còn xù còn rối nữa, che phủ hết mặt. Mặt của bà thì máu me, tay của bà, những cái ngón tay nó dài, tay dài bò lên trên đường nó mới tạo ra cái âm thanh teke, tạo ra cái tiếng móng tay cà lên trên đường đó. Bà cần làm nail, bà cần làm móng, nhưng mà bà không làm móng, bà để như vậy để bà cào đường chơi. Một người phụ nữ như vậy ở giữa đường cứ lấy cái tay bò từ từ tiến về phía trước. Hai người ở trong xe nói chuyện, các bạn đâu biết chuyện gì xảy ra. Khi mà họ đang nói chuyện thì đột nhiên hai người ngờ ngợ một điều gì đó, họ mới từ từ quay ra nhìn thì thấy bà đã bỏ phóng tới. Trời ơi, lúc này hoảng hồn chim én, Ri mới vội vã nhấn cái chân ga và bỏ chạy, phóng chiếc xe chạy đi. Khi mà đang chạy, hai người mới thắc mắc là tại sao chúng ta đã dựng cục đá lên rồi mà mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, tại sao chúng ta đã dựng cục đá lên rồi mà lời nguyền vẫn còn đó, tại sao bà vẫn đuổi theo chúng ta, tại sao bà vẫn không muốn tha cho chúng ta. Hana lúc này vẫn đang suy nghĩ nha các bạn. Hana mới nói là màu đỏ, bà ghét màu đỏ, đúng rồi. Cái đêm mà An rời đi, An mang cái ba lô màu đỏ, An có một cái móc khóa màu đỏ, rồi hôm nay chúng ta đang ngồi trên chiếc xe màu đỏ nữa đó chị gái à. Trời ơi, tất cả những cái màu đỏ, cái gì có liên quan tới màu đỏ thì bà sẽ giết những người nào mà mang màu đỏ. Hai người vẫn còn đang chạy trên xe nha các bạn, còn bà kia bà dí theo, bà dí kịp luôn các bạn. Hôm bữa dí theo xe đạp mà dí không kịp, hôm nay dí theo xe hơi mà dí xém kịp luôn á. Bà chạy nhanh khủng khiếp, bà chạy nhanh giúp y như là Flash, y như là anh hùng tốc độ vậy đó. Nếu như mà bà và anh hùng siêu tốc độ mà kiểu như là chạy đua với nhau cũng không biết là ai thắng ai thua nữa. Một khi nào không biết phải làm sao hết, Hana mới nói là chị Ri, dừng xe lại. Thì Ri mới nói là cái gì? Hana mới nói là dừng xe lại, chúng ta phải đi ra khỏi chiếc xe này và tháo ra hết tất cả những cái gì màu đỏ. Chiếc xe đang chạy như thế này, Ri mới bẻ ngang qua và dừng lại. Khi mà bẻ ngang và dừng lại, cái bà teke, bà đang bò tới, bà đập đầu vào chiếc xe và bà bị văng đâu mất tiêu rồi. Ngay cái trớn bà đang chạy á các bạn, bà đông cái mặt bà vô chiếc xe, bà phóng một cái vèo, biến đâu mất tiêu không biết. Nhờ như vậy mà hai người, Ri và Hana có khoảng thời gian để mà phóng ra khỏi xe và bỏ chạy. Chiếc xe, trời ơi, hên dễ sợ, mướn ngay chiếc xe màu đỏ luôn má ơi. Sau khi mà rời khỏi chiếc xe á, Ri bắt đầu cởi áo khoác ra. Ri bận cái áo khoác sọc đỏ các bạn, tháo luôn sợi dây nịt ra luôn. Sợi dây nịt màu đỏ cũng may là tháo kịp, chứ lúc đó mà gặp bắp á, bắp rung bắp không biết là tháo dây nịt ra như thế nào nữa. Gặp cái dây nịt nó mà chắc nữa là chắc là chết, chết thiệt sự luôn á. Nhưng mà may mắn là Ri tháo ra được sợi dây nịt và cởi ra được cái áo khoác. Màu đỏ quăng hết. Hai người mới chạy ngược vào trong rừng. Chạy vào trong rừng một hồi thì lại lạc nhau. Trời ơi. Lạc nhau các bạn. Hana khi này đang chạy thì đột nhiên nghe thấy cái âm thanh này sau lưng mình á, cái âm thanh xào xạc cộng thêm gió nữa. Khi này quay lại nhìn thì thấy nguyên hình của teke luôn các bạn, nhưng mà bà không có tấn công, bà giống như là cái con mèo vờn chuột vậy đó. Bà đứng từ xa và bà cứ bò, rồi bà nhìn, bà bò rồi bà nhìn Hana. Thì lúc này chắc là bà quan sát với cái con quỷ nhỏ này nó có cái gì màu đỏ lên trên người nó hay không á, thì bà không thấy màu đỏ, cho nên bà cứ đứng bà nhìn thôi, bà cứ bò bà nhìn thôi các bạn. Bà nhìn, bà đứng từ xa mà hai người cách nhau chắc cỡ khoảng chừng 10 bước chân á. Khi này Hana tìm Ri nhưng không thấy Ri, thay vào đó thấy teke mới ớn hồn chứ. Đột nhiên điện thoại vang lên, điện thoại trong túi của Hana. Hana
thò tay vô lấy cái điện thoại ra, điện thoại màu đỏ, má ơi lại là màu đỏ. Cái bà kia bà đang kiếm màu đỏ, bà thấy được màu đỏ trời ơi, y như là mừng mẹ đi chợ về đó, bà phóng tới. Khi này tưởng đâu là Hana mất mạng rồi, may mắn là Hana vứt cái điện thoại đi ngay lập tức. Vừa mới vứt cái điện thoại xong mà nhắc mắt lại, không thấy chuyện gì xảy ra hết, không có cảm giác đau đớn thì chắc là có vẻ như mở mắt ra coi, ủa đâu thấy gì nữa đâu. Mở mắt ra thì không thấy tê ke đâu hết các bạn. Cái điện thoại thì nó nằm một bên. Thì khi mà ngay lập tức khi mà Hana vứt cái điện thoại đi là trên người của Hana không có cái gì màu đỏ hết. Thì chắc là bởi vì như vậy cho nên tê ke đã không có giết Hana, đã buông tha cho Hana. Sau khi đã vứt cái điện thoại đi rồi thì hồn chim én lại một lần nữa mình được sống rồi. Khi này Hana nghe thấy tiếng gọi của Ri, gọi là Hana, Hana, em đang ở đâu vậy Hana? Hana nghe theo tiếng gọi đi tới tìm chị của mình. Hana đi tiến tới và đứng ở ngay chỗ cái bìa rừng ở đây. Hana mới nhìn qua bên kia thì thấy Ri, hai chị em từ xa, đúng một khoảng cách rất là xa các bạn nhìn nhau, mừng quá không sao hết. Lúc này là cũng sắp sáng rồi các bạn. Mà cái con này là cái con quỷ chứ không phải là ma nữa, ban ngày nó vẫn giết người bình thường. Hai người nhìn nhau rồi hai người mới mừng quá không sao rồi. Ri mới nói là em đi đâu nãy giờ vậy, chị rất là lo cho em đó, em đứng đó nha để chị đi qua em. Hai người mừng lắm, tưởng đâu là thác chết rồi nha các bạn, nhưng không. Bà Ri bà mừng quá, bà đi tới chỗ của Hana thì bà đi nhanh, thành ra cái đầu của bà đập vào trong cái cành cây, đập vào trong cái nhánh cây, làm cho trán của Ri bị tét một đường. Mà khi trán bị cái nhánh cây rạch tét một đường thì máu tuôn trào, máu từ trên trán của Ri tuôn ra, gặp ngay cái màu chính hiệu là màu máu nữa chứ. Nguyên nhân tại vì sao mà Kashima lại ghét màu đỏ nữa, trời ơi. Vừa ngay lúc đó một cơn gió thổi qua và một cái vèo, Hana chứng kiến cảnh Ri bị teke chạy bay ngang một cái vèo và cứa người của Ri ra làm đôi. Một nửa thân trên của Ri rớt xuống, trong khi cái chân lúc đó vẫn còn chưa kịp rớt luôn các bạn, vẫn còn đứng đông đưa qua đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại, sau đó cái chân cũng rớt theo, cũng ngã xuống. Sau khi Ri bị giết á, Hana thì được sống, bởi vì lúc đó Hana cũng không có cái gì màu đỏ hết cho nên Hana được sống. Mặc dù là thoát chết nhưng mà thần kinh của Hana cũng bất ổn, bởi vì chứng kiến cái cảnh tượng quá khủng khiếp luôn các bạn. Nhìn thấy cái cảnh tượng đó làm sao mà tâm thần còn được bình thường nữa. Trước đó là tận mắt chứng kiến cái bà teke, sau đó là thấy chị họ của mình chết ngay trước mặt của mình và chết một cách rất là khủng khiếp và thảm thương. Sau đó Hana tuy là được cứu sống nhưng mà bị điên khùng khùng, thấy cái gì màu đỏ là bắt đầu la hét và vứt đi hết tất cả những gì màu đỏ có ở trong nhà. Hiện tại á thì Hana ở nhà với mẹ, chỉ có một mình mẹ chăm sóc cho Hana thôi. Người mẹ á thì cứ nghĩ là con của mình bị sốc tâm lý, nghĩ là khoảng chừng một năm sau thì nó sẽ không sao nữa, nó sẽ hòa nhập lại với cộng đồng, nhưng không. Càng ngày cái tình trạng của Hana càng ngày càng nặng hơn. Hana cứ ru rú ở trong phòng thôi, ai đưa đồ ăn tới thì ăn, mà thấy đồ màu đỏ là bắt đầu đập phá, nổi cơn điên loạn lên. Ngày hôm đó Nam có đến thăm, nghĩ ra thì Nam cũng rất là dễ thương, nhiệt tình giúp đỡ cho hai chị em. Tuy là cố gắng hết sức giúp đỡ nhưng mà cũng không giúp gì được nhiều cho lắm. Sau một năm thì Nam cũng có tìm đến thăm thử coi là Hana như thế nào. Khi mà đến á, Nam có vào bên trong phòng hỏi thăm, tại vì Nam chỉ nghĩ là tình trạng của Hana cũng không có tệ như Nam nghĩ, nhưng mà không, đến nơi mới phát hiện ra là tình trạng sức khỏe của Hana cực kỳ tệ luôn, gần như là một người điên được nuôi ở nhà. Lúc này Nam mới an ủi Hana và nói là Nam có mang theo quà đến, mang quà đến cho Hana. Ông mới lấy trong túi ra một cái món quà, mà cái món quà đó lại được gói trong cái tờ giấy màu đỏ đó các bạn. Trời ơi, ổng đâu biết gì đâu, ổng tới ổng thăm thôi, ổng đâu có biết là Hana bị chứng sợ màu đỏ đâu. Vừa mới thấy gói quà mà Nam bóc ra, Hana nổi điên lên, la hét và đập phá đồ đạc xung quanh. Mẹ của Hana thấy như vậy vội vã chạy vào bên trong giật lấy túi quà và vứt đi. Lúc này Hana vẫn còn la hét và đó là hết bộ phim. Teke. Thật sự là khúc cuối là Nam chỉ vô tình mang cái món quà màu đỏ đó tới thôi, còn ý tốt của Nam là muốn tới, thực sự là muốn tới thăm Hana. Còn về teke, tất cả những nạn nhân gặp nó đều phải chết. Còn nếu như không chết thì cũng sẽ giống như Hana, điên khùng khùng, sống hết kiếp người. Và đó là hết cái bộ phim về teke. Nó rất là một cái câu chuyện, nó rất là thẳng. Và chúng ta có thể hiểu hết toàn bộ câu chuyện sau khi xem cái bộ phim cũng như là sau khi nghe qua cái câu chuyện. Nó không có gì là khúc mắc cả. Và Bắp cảm thấy bộ phim này khá là thú vị. Đó là bởi vì nó cho ra được nguyên nhân tại sao lại có teke. Bởi vì theo như đại đa số những cái truyền thuyết nói á, Teke là một người phụ nữ bị đường ray xe lửa cán chết và tạo thành oan hồn. Thì nếu như mà bị vô tình chết như vậy cũng không có đủ sức lực để tạo ra, không có đủ năng lượng để tạo ra một cái oan hồn khủng khiếp như vậy. Phải có một cái sự việc nào đó ẩn đằng sau cái câu chuyện về người phụ nữ đó, khiến cho người phụ nữ đó căm hờn cuộc sống này, căm hờn và ghét con người đến độ sau khi chết, tất cả những căm phẫn đó tạo nên
một teke teke. Nó sẽ hợp lý hơn là một cái chết vô tình xảy ra rồi tạo nên teke teke. Thì ở trong cái bộ phim này tạo ra được một cái lý do hợp lý đó. À thực ra kết thúc phim á còn có một đoạn nữa. Đó là một đoạn một nhóm học sinh tiểu học cùng với nhau đi bộ về. Thì trong cái nhóm học sinh tiểu học này cũng có đồn đại nói chuyện với nhau về tin đồn về teke teke. Sau đó là có một cái người học sinh có mang theo một cái móc khóa của cái cặp á, màu đỏ. Sau khi nhóm học sinh đó đi qua rồi thì đột nhiên có một thứ gì đó chạy ngang qua màn hình, mang theo cái âm thanh cào móng tay lên trên đường. Sau đó là hết phim. Thì chúng ta cũng biết được là kết quả của cái học sinh mang cái móc khóa màu đỏ đó là như thế nào. Như vậy là cái bà teke teke này lớn không bỏ, nhỏ không tha đó các bạn. Hễ ai mà dính tới màu đỏ là bà sẽ đi giết cái người đó. Nghe tới cái màu đỏ thì ngày xưa chắc là bác cũng có đã từng nói rồi á, ngày xưa ngay chỗ cô Bắp ở cũng có tin đồn nói về cái bà nào đó rất là ghét màu đỏ, hễ mà trẻ em bận đồ màu đỏ là bà sẽ giết chết cái trẻ em đó hoặc là bà sẽ móc ruột. Mà ngày xưa nhiều người Bắp nghĩ là đây chỉ là tin đồn thôi, nhưng mà cũng đồn tới nhà của Bắp. Vì vậy cho nên nhà của Bắp cũng tức đồ màu đỏ các bạn, không cho con cái bận đồ màu đỏ. Nguyên một cái xóm luôn là không, kiểu như là mình thà tin là có còn hơn là không á, cất đồ màu đỏ luôn, không dám cho con cái bận đồ màu đỏ. Bị gì nếu mà bận đồ màu đỏ là bị bà bắt á, bị bà áo đỏ bắt đi, nghe thấy ghê lắm. Sau khi mà xem xong bộ phim này thì Bắp mới nghĩ chứ, nếu mà mình bận đồ màu đỏ thì mình có thể cởi ra, nếu mà mình son cái môi màu đỏ thì mình có thể bôi cái son đi, nhưng nếu mà xăm cái môi màu đỏ thì như thế nào? Mình xăm cái môi màu đỏ lên cho môi của mình có màu đẹp đẹp, tự nhiên mình gặp bà teke teke thì biết giọng cái mỏ vô đâu cho nó hết đỏ. Làm sao đây? Vì xăm mỏ mà bị teke teke hãm hại giết chết sao? Thôi hơi xàm đó các bạn. Nhưng mà đó như là những cái sự việc rất là xàm xí mà sau khi coi xong bộ phim Bắp nghĩ ra. Và đó là hết bộ phim Teke Teke của chúng ta ngày hôm nay. Nói về phần nội dung á, những cái diễn biến và những cái tình tiết thì đây là một bộ phim được diễn ra vào năm 2009, cũng rất là lâu rồi, cho nên cái chất lượng nó cũng không có được tốt lắm. Nhưng mà cái cách diễn biến của câu chuyện nó cũng rất là hấp dẫn, nó không có khiến cho mình nhàm chán khi mà coi. Cộng thêm một cái nữa là không có jump scare nhiều, nó không có hù mình luôn á các bạn. Phim Mỹ là trùm hù nha các bạn, không cần biết nội dung như thế nào, nó cứ hù các bạn trước rồi tính sau. Còn phim Nhật á, các bạn để ý đi, có nhiều phim á, thậm chí là nó không hù luôn, mặc dù là có ma nhưng mà nó không hù, nó không có kiểu như là ụp một phát là con ma, cái mặt con ma ụp vào trong bản mặt mình, mà có nhiều đoạn nó quay thẳng cái con ma đó rất là chậm, nhưng mà cái đó lại ghê. Có thể nói phim Mỹ sẽ dọa cho các bạn sợ, còn phim ma Nhật sẽ mang đến cho các bạn những cơn ác mộng và ám ảnh kinh hoàng. Sẵn đây thì Bắp cũng nói luôn là có nhiều bạn hỏi Bắp đường link để mà coi phim á, thì Bắp không có dám đưa đường link. Tại vì có nhiều trang web Bắp đâu có biết là nó có virus hay là không. Nhiều khi các bạn coi các bạn bị virus hay là các bạn bị hack account hay bị cái gì đó thì Bắp không có dám đảm bảo, cho nên Bắp không có để đường link. Nhưng mà những cái tên mà Bắp đưa ra là bao gồm cả tên tiếng Việt và tên tiếng Anh. Các bạn có thể tìm tên tiếng Việt cộng với năm sản xuất của bộ phim và hoặc là tên tiếng Anh cộng với năm sản xuất của bộ phim thì tìm á thì cũng sẽ ra thôi. Nhiều khi Bắp có quên để ở trên video thì Bắp cũng có để tên phim ở dưới phần miêu tả. Các bạn có thể tìm cái tên phim đó lên ở trên Google thì có thể ra. Tại vì mỗi lần mà Bắp tìm phim á là Bắp cũng đánh cái từ khóa đó. Cái từ khóa Bắp tìm được là như thế nào thì Bắp để y chang như vậy ở dưới cái phần miêu tả luôn để cho các bạn có thể tự tìm nha. Với lại có một số video mà Bắp không có tìm ra được á thì Bắp sẽ mướn hoặc là mua ở một số trang web để coi. Những cái bộ phim trước thì Bắp không nhớ, nhưng mà sau đây á, sau này trở đi á, nếu mà có bộ phim nào mà Bắp mướn ở đâu á thì Bắp sẽ ghi xuống ở dưới phần miêu tả luôn để cho các bạn nếu mà muốn coi thực sự á, thì có thể vào đó để mà tìm coi, nếu mà hợp túi tiền thì có thể mướn để mà coi. Ok, và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay rồi. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.